hai đi ăn đã. Không năng lắm. Ông Dương đá hay thật đấy. Cái cây này hơi bị ngoẻo. Chơi chơi cho có video không? Sợ ông giật lại, sợ đứng im mày. Không sao anh, không sao. Vâng. 7 phút rồi ạ. Vâng. Thôi xem được 15 phút. Chết ui hay ha. Rất đơn giản. Còn 3 phút thôi. Mày bắt được mày thằng. Mình chắc là ngoài là sao? Chuyền. Mình cầu chạy. Chuyền chạy xuống. Đá đi trong tầng sân. Chơi 1 phút nhá. Xuống nhỉ? Chạy thẳng phân luôn. Bạn băng xuống. Chạy thẳng phân luôn. Đừng có đứng lại đợi bóng. Đúng là bắt xa. Anh 10 phút rồi anh. Quay sân đội bạn. Được cả hai bọn cháu chưa? Chưa vào được. Sút. Ui, sút.
Kizuna và Tobama FC. Tí còn gặp ai đấy mà đội kia đó năm phút phải không nhỉ anh nhỉ? 3 phút nữa. Vợ chồng bàn hôn nẹ. Hiền kéo vào, Ô, quay về em anh ơi. Nét ra. Rồi. Tốt. Ui, chuẩn vào về tầng 2, 2. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.